Xin chào các bạn, hôm nay trời mưa, thế thành ra là mình cũng định ra ngoài định tập một tí nhưng mà mưa cho nên là đành phải dừng lại. Thì hôm qua vừa mới mua cái cây gọi là 98K trên mạng. Đây là một cái mẫu súng đời mới nhất của các bạn Trung Quốc. Thì về trang bị thì nó cũng chẳng có gì. Về thiết kế kiểu dáng thì nó là trạc rời, nhưng mà nó có một cái dở là khi mình bắt một cái ốc này vào ấy thì nó bị lắc như này, mặc dù siết rất chặt và coi như là thiếu chút nữa chắc là tách cái đầu rồi nó vẫn bị lỏng, thì chứng tỏ tức là thực ra thì cũng đây cũng không phải lỗi rất gia công, thế nhưng mà đây là do lỗi của con ốc thì cũng là lỗi gia công đi, nghĩa là gia công ví dụ như là con ốc này nó đường kính của nó là bao nhiêu thì đáng nhẽ là cái lỗ khoan thì phải làm rộng ra, còn bây giờ nếu trong trường hợp này mà bị bắt mà nó không chặt như này thì mình chỉ có cách là như các bạn, ví dụ như các bạn gặp trường hợp này thì một là các bạn mang ra cơ khí bảo nó khoan rộng cái lỗ này ra, hai là các bạn phải chấp nhận là mài nóc này đi thì sẽ ok. Thì những cái review thì mình cũng sẽ nói luôn các cái ưu nhược của nó. Thì cây này thì nó khá là nặng, tầm mấy anh em nào mà đang chơi những cái cây mà như kiểu UFO, Small Nine rồi các thứ mà gặp ông này chắc là không trụ được lâu. Mình sẽ cân lên, của nó là 404 gram. Đây là chưa lắp thun, nhưng mà thun thì cũng không đáng kể gì cả. Thế thì trọng lượng của nó như thế. Giờ mình sẽ đi sâu tiếp vào các cái chi tiết của nó. Ví dụ như là độ rộng của cây này, xem độ rộng cây này là bao nhiêu. Rộng cây này của nó là 80, rất là ngoài văn. Nó 85, độ rộng là 85, 86. Nó lại không phải là 85 mà nó lại là 86. 86 này thì nó hơi lỡ cỡ một tí, vì anh em thường là sẽ bắn chạc 84, hoặc là anh em là bắn chuẩn đủ thì bắn chạc 85, chứ lên đến 86 thì nó hơi lỡ, tức là nó bị lỡ mất cái ngắm đầu chạc này, khả năng là sẽ bị che mất mục tiêu. Thế thì tại sao mình lại mua con này? Bởi vì mình mua con này là bởi vì mình rất là thích cái ngắm mà có cái giọt nước chảy bên trong này. Thực ra là cũng tò mò thôi. Nhưng mà khi mà mình mua ấy, thì đây cái giọt nước nó đúng rơi, bị rơi giống như này. Nó bị rơi lệch này. Thế mình bảo lệch này thôi xong rồi, chắc phải gửi lại, nhưng mà rất may ấy là đây, nâng cậy ra thì điều chỉnh lúc thì nó khả năng là nó lại về lại được chỗ cũ, nên mình không liên hệ nhà sản xuất nữa. Bây giờ sẽ chỉnh lại, tức là cái phần gia công cái thước nước này nó cũng chưa được chuẩn, thành ra cái thước nước này nó bị chạy đi chạy lại tự do. Thì khi cái thước nước này nếu mà nó bị chạy đi chạy lại tự do như thế này, đây các bạn thấy chạy tự do này, thì cái nguy cơ
nguy cơ mà nó bị mất cái thăng bằng chuẩn là cao, bởi vì ai mà dân kỹ thuật thì đều hiểu những cái thước nước như này này nó không được chạy mà nó phải nằm cố định ở một chỗ thì nó mới có điểm chuẩn. Khi ví dụ chẳng hạn như các bạn lắp một cái tivi, thì đương nhiên là ai muốn xem tivi muốn xem cân đúng không? Thế thì bây giờ ông thợ mà lắp tivi thì ông làm nào ông biết cân, thì ông cầm thước nước ông đặt cái bột cái lên trên mặt cái đỉnh cái tivi. Thế thì nước mà nó mà ở giữa thì ok, nước mà nó bị chạy ra bên nào thì rõ ràng là bên đấy là bị cao, bị là người ta sẽ phải điều chỉnh lại. Đấy là cái giá trị ở cái thước nước lại đấy, lại là cả này hơi, nói chung theo mình đánh giá nó hơi lởm. Ngoài cái việc lỗi thước nước này, riêng cái ngắm của cái thước nước này thì mình hôm nay chính vì nó mà mình phải làm cái review này. Đương nhiên là mình mua thì cái giá thì nó cũng không đắt, nó khoảng độ hơn 100 tệ, nghĩa là nó khoảng độ cỡ khoảng gần 400 nghìn thôi. Thế thì mình cũng hỏi rõ nhà sản xuất là đây là chất liệu gì. Thế chất liệu gì thì họ bảo là inox 201. Cho nên là ở thì inox 201 thì rõ ràng cũng không cần phải thử nữa, và 304 thì tôi sẽ mang axit ra tôi nhỏ vào. Axit kiểm tra mã inox tôi nhỏ vào, nếu mà lên màu đỏ thì là 201, còn nếu mà gạch cua ấy thì khoảng độ mã nó càng cao lên khoảng 300 rồi 301 rồi, nếu mà nó không đổi màu thì nó là 304. Thế thì đây nó là 201 thì ok rồi, không cần phải thử nữa, mình chỉ muốn mua về để mình test thôi. Gia công của cái bảng này thì đây là bảng đúc và mình nhìn thấy rõ cái vân của hoặc là những cái lỗi của đúc. Nếu mà cưa dây ấy, thì nó không bao giờ có lỗi kiểu lỗi quặp vào những cái đường đường ba via, nó bị lỗi quặp vào trong như thế này, mà cưa dây là nó thẳng băng, chém xuống đâu đến đâu là nó thẳng đến đấy, bởi vì nó là lưỡi cưa mà nó không thể cụp được vào trong ngay. Lỗi ba via này là đúc, với cả nhìn cái bề mặt của chỗ này nó xù xì, nghĩa là nó là hàng đúc. Thế thì đã là hàng đúc thì khả năng là hợp kim là cao, nhưng mà mình cũng sẽ không cần thử, bởi vì mình cũng nghĩ là kể cả là nó là ok nó hợp kim cũng nữa thì cũng không vấn đề gì, vì mình không quan trọng cái này lắm, để mà gãy rồi các thứ thì khả năng nó không cao, bởi vì là nó cũng rất là dày dặn. Thì đây là mình chỉ nói đây là cán đúc nhá. Thì đây như ốp nhựa hay là gì đấy, khả năng nhựa là cao, bởi vì đồ rẻ tiền mà, thì nếu mà ốp chất liệu đắt tiền thì nó lại đổi giá. Về cơ bản thì cái này nó cũng chỉ là trang trí thôi, chứ còn thì nếu trong trường hợp mà đúc nguyên cả cục này thì cũng là ok rồi, nhưng mình nghĩ là họ đúc là ở bên trong này là nó rỗng, họ đúc rỗng để thứ nhất là tiết kiệm nguyên liệu, thứ hai là giảm cái độ nặng, bởi vì inox thì nó không như là kim. Nếu trong trường hợp mà để xem có bạn nào khác không, này thì nếu mà là kim ấy thì hợp kim titan ấy thì nó sẽ nhẹ hơn nhiều với cả một cái báng này, còn nếu mà bằng inox thì nó sẽ rất là nặng. Và mình sẽ xem đây lục ba, xem có cái lục ba nào mình sẽ tìm cách để mở ra, các bạn đợi một chút mình phải tìm. Cái này mình cũng là gia công sản xuất cho nên là đồ nó cũng sẵn, những cái đồ này là dụng cụ tối thiểu là mình cũng
là nhiều. Đấy, đúng đây nhựa và đúng là bán là bằng rỗng. Hai ốc này là dạng kiểu nó bắt đấu vào nhau, cho nên là khi tháo được một bên nó sẽ tháo được cả hai. Ở giữa còn có cả cái độn nữa. Trong này còn rõ cả cái vết khuôn luôn, vết khuôn chạy ở trong. Thì đây mình khẳng định đây là cái bằng đúc nhá, đây là ốp, ốp nhựa để họ che cho nó đỡ xấu thôi. Nên nếu mà mình mà làm bằng hợp kim titan ấy, thì mình sẽ không làm rỗng này mà làm đặc luôn, hoặc là mình sẽ trang trí các cái lục ở trong này, ví dụ là mình cần, ai cần có thể sử dụng thì có thể mở được. Bây giờ mình sẽ xem xét cái này, cái phần này thì như mình đánh giá ấy, thì đây cũng là đúc rất đơn giản. Đây ví dụ như cái lỗ lỗ này là để chẳng hạn như là ai mà tay hay bị mồ hôi ấy, là để quấn quấn gọi là quấn paracord, quấn dây dù, thì cái lỗ này nếu mà khoét được thì thông thường là người ta phải là có hai cách, một là CNC, mà CNC thì rất đắt, và cái vết CNC nó sắc nét tinh xảo. Và khi người ta CNC thì không mà người ta CNC theo kiểu sắc nét thế này, mà người ta sẽ bo dần vào như kiểu đào mỏ, và như thế là cái chỗ này là nó không bị sắc nét, nó không bị sắc như này, và nó rất là mềm mại, bởi vì CNC có thể bo được. Còn nếu cưa dây thì phải khoan một cái lỗ, một là khoan một cái lỗ xong bắt đầu là luồn cưa dây vào để khoan. Và nếu mà cái này mà làm như thế thì cũng rất là cầu kỳ, vì cái lỗ khoan nó mà inox mà dày này, inox mà dày này mà đặt cái mũi khoan vào để mà khoan, thì cái mũi khoan này nó rất là đắt tiền, mà nếu mà khoan inox dày rất là dễ gãy, cho nên là không ai làm thế. Thế thì thông thường mình cưa dây mình hay cưa đến đây, xong mình sẽ từ đây mình đâm thẳng vào cái lỗ này, và mình ngoáy cái lỗ này xong mình lại chạy ra. Thế nhưng mà đây thì không thấy cái lỗ đó, và mình có thể khẳng định 100% đây là một cây ná đúc. Để test xem mà có phải là inox thật không. Chứ bây giờ thì họ nói với mình là inox nhưng mình chỉ biết à thế là inox, đúng inox thật. Đây nó có hút. Đây là inox đúc nhá. Ồ, cái này cũng đúc. Cũng inox đúc. Đây, hơi hút tí. Ok. Thế thì mình lại nói luôn về cái đồ đúc. Đồ đúc với cả đồ cưa dây nó hai đẳng cấp khác nhau. Khi đúc ấy, thì cái mật độ của thép ấy, nó không bao giờ, tức là khi mình đúc đúc thủ công này, nó không phải như các nhà máy lớn nhiệt luyện, người ta gọi là nhiệt luyện, người ta hàng tức là nhiệt độ nó hàng hàng bao nhiêu nghìn độ. Với cả thứ hai nữa là cái inox này nó sẽ là inox chuẩn của, tức là nó sẽ pha pha chế theo công thức chuẩn, mà người ta khi người ta đúc xong ra ấy, người ta phải cán. Thì tại sao người ta đúc xong người ta cán, là bởi vì là người ta còn muốn tăng cái mật độ của thép lên. Ví dụ như thế này, thì khi đúc thủ công ấy thì là nó bị rỗng, tức là mật độ khi đổ vào khuôn đấy nó sẽ có bọt khí. Nếu mà bạn nào mà đã từng đúc thì sẽ hiểu, mình cũng đã từng đúc mấy cái cây bằng nhôm,
cây PPMG, PPSG nhôm ấy thì biết, tức là khi đúc ấy, thì là nó sẽ có rất nhiều bọt khí. Và chính những cái bọt khí đấy nó chính là những cái mật độ do nó bị xốp, tức là nó ở trong nó có bọt nó xốp. Thì tuy cái này mình không nhìn thấy cái bọt của nó, nhưng mà ở trong ấy, thì là cái mật độ của nó sẽ không bao giờ được mật độ cao như là cái dòng mà cưa dây. Cưa dây là mình cưa từ một cái tấm, ví dụ là mình mua một tấm thép, một tấm inox, ví dụ dài 1 mét, hạ 1 mét, rộng 2 mét chẳng hạn như thế. Xong ở trên đấy là mình cắt ra, thì riêng cái tấm đấy của nó là tiêu chuẩn. Và cái loại đấy ấy, nó mật độ nó cao đến mức độ, tức là nó đặc đến mức độ, tức là khi mình cưa gần gãy một một cái, chẳng hạn như mình cưa gần gãy một cái cánh lái này, một cái cánh chạc này, xong mình bẻ bẻ thì nó chỉ có cong đi thôi, nó chỉ có cong đi chứ nó không gãy. Chứ còn cái này, nếu trong trường hợp các bạn không tin, tuy nó dày thế thôi, các bạn không tin, mình có thể mình dùng búa mình đập đập so sánh luôn, tức là cùng một lực đập cái này gãy, còn cái kia chỉ cong với là cả méo đi thôi. Đấy, cho nên là đây là giải thích là tại sao mà một cây ná này trông thì rất là hoành tráng, nhưng mà giá giá nó rẻ như thế. Đây, như các bạn thấy đây, thước nước rơi búa ra ngoài, thì cái thước nước này rơi ra ngoài thì nhỏ keo thì được thôi, nhưng mà vấn đề là có phải là mua về cứ phải điều chỉnh này đâu. Rất dở. Ngoài những cái nhược điểm mà mình vừa nói thì mình có đánh giá ưu điểm. Mình không 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 rèn, không 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 chê, và mình muốn gọi là đứng trên góc độ của người sử dụng để mình quan sát thôi. Thì cây đúc này họ đúc xong rồi họ cưa dây, đây họ cưa mỗi tí rồi thôi. Đây, cái này chính là cái họ cưa ra, và cái cưa ra thì là kẹp. Thì cái loại kẹp này thì mình nghĩ là ok thôi, bởi vì răng lợi nó sắc như này thì nó phải phải chắc. Cái này nó có được cái nâng cấp là thay kẹp nhanh, ví dụ như là đẩy ra này là đút được chun rồi, sau đó là khi buông ra là vặn lại được, thì cái này mình đánh giá cao. Cũng có thể mình sẽ học tập cái cách kẹp này, nhưng mà ô nó bị kẹt rồi. Ồ, bị kẹt rồi. Bây giờ ấn vào nó chỉ chạy được một bên thôi, còn một bên là im, thì cũng căng đấy nhỉ. Đấy, lúc được lúc không ấy. Này mà lỡ mà mình mà làm mà nó lại bị kẹt nữa thì hơi mệt. Do nó là đúc mà, cho nên là khi nó chạy nó không được 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 chuẩn, được trơn, vì nó còn có 3 vía đấy hả. Những cái này thì mình cho nó ưu điểm chứ không phải là nhược điểm, nhưng mà tệ hại nhất nó là ở cái ngắn. Do cái ngắm này họ cũng đúc, nếu trong trường hợp mà mình làm cưa dây toàn bộ, thế thì nó có cái vấn đề nó như nào. Vấn đề nó là nằm ở chỗ là đây này, khi họ đúc ấy, thì cái lỗ để mà cái dây chạy ấy, nó không tinh xảo, không tinh xảo, cho nên là mình có thể uốn, gọi là cái ngắm chạy đi chạy lại được. Tức là nếu mà để mà nói là dùng được cái thước nước này thì rất là khó, là bởi vì luôn luôn như là nó sẽ mất chuẩn, bị lệch, mất chuẩn bị lệch. Nó có thể vẹo trái hoặc nó có thể khi mình nắn là nó lại vẹo phải. Thế
Nếu trong trường hợp mà các bạn mà chơi ấy, mà giữ gìn khi các bạn chỉnh chuẩn rồi ấy, các bạn giữ gìn thì khi bắn xong ấy, các bạn nên tháo ra và bảo quản được tốt, chẳng hạn như là có xốp xước thì đấy cài nó vào. Chứ nếu trong trường hợp mà các bạn chỉnh chuẩn rồi ấy, là các bạn để trên súng ấy, chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi nó đã có thể đang ở bên trái nó vạch ong phải, đang ở phải nó vạch ong trái. Cho nên là nó rất là dở. Đây như các bạn nhìn, cái dây chạy của nó hở to hoác luôn. Thế mà bây giờ cây này đối với mình là mình cũng đang bị, tức là nó bị dơ này thì chắc phải kiếm con ốc khác rồi, chứ ốc này bây giờ không lắp vào được để mà sử dụng thì rất là dở hơi. Mình sẽ phải kiếm con ốc khác. Mình sẽ kiếm con ốc này, có vẻ mình nhìn thì có vẻ đầu ốc của nó nhỏ hơn một tí theo cảm giác. Mình lắp vào thì sẽ ok ngay. Còn như các bạn nào mà mua phải mà nó bị như này thì tốt nhất là các bạn mài cái mũ ốc đi nhỏ lại, cho lên đá mài mài thôi, mài nó nhỏ lại. Đây là không xuống nhé. Ô sao thế nhỉ? Con ốc mình có vẻ dài quá không? Đúng không? Ốc của mình dài quá và cái gen này nó lại bị nông, tức là họ khoan xuống rất nông. Cho nên là con ốc của mình nó không xuống hết được. Nên trong trường hợp này con ốc của mình không xuống hết được thì mình sẽ phải mài nó đi, mài ngắn nó lại. Hai là đệm thân lông đen, rất là dễ hơn. Con này trông thì hoành tráng ấy, nhưng mà khá nhiều cái bất bất cập. Thứ nhất là nó nặng quá. Thứ hai là nó đồ là đồ đốc, đồ đúc cho nên là nó bị yếu. Các bạn thấy, các bạn chặt vào nó rơi như này mà. Chạc 86 rất là, có khi để này bắn nó ghi lại thành phong cách mới nhỉ. Tất cả thì đều không có vấn đề gì, thế nhưng mà mình có đều có thể khắc phục được hết. Thế nhưng mà vấn đề là cái riêng cái ngắm này là cái để mình kỳ vọng nhất vào nó thì nó lại không ổn. Khi hôm qua mình cũng thử chỉnh trước các kiểu xong và mình lắp lên như này, lắp lên này với ước vọng mà thôi thì không được 10 điểm thì cũng được 6 điểm. Cái vấn đề nó không nằm ở đấy, là khi thước nước mình bị nghiêng đến, tức là khi mình chỉnh chuẩn đến 90 độ, ngắm ở đây ở 90 độ thì thước nước vẫn đang ở vị trí khác, không không về về chuẩn tại đỉnh, lại tại điểm giữa. Thế thì cái công dụng của thước nước này về cơ bản là vứt đi, về cơ bản là vứt đi.
những tưởng là thiết kế mới thì các ông cho được cái thêm cái thước nước là ngon rồi, thế nhưng mà sự thật nó lại không ngon lành như thế. Đấy, như các bạn thấy, nếu mà để mà dùng tay chỉnh được thước nước thì cái thước nước này còn có cái vẹo gì ấy. Rất khó, không không đưa thước nước được về điểm điểm giữa mặc dù đang 90 độ. Thành ra là con này mình mất tiền mua về thì mình test nhưng mà thấy nó không ổn. Với cả có một cái điều nữa là đây nó là thuộc dòng trạc rộng rồi, như trạc hẹp thì mình không nói, trạc hẹp thì cái trạc bé thì cũng được, nhưng cái dòng trạc rộng ấy, tại sao các bạn thấy là người ta làm đến tận trạc rộng đến tận 90 88 và còn thêm thước ngắm nữa, khi mà mình ngắm qua cái điểm ngắm này ví dụ như đang là 90 chẳng hạn mà thêm ngắm nữa nó còn lên đến 95. Tại sao thế? Là bởi vì những cái dòng trạc rộng này là người ta bắn bắn tỉ mà. Đấy. Bắn tỉ mà. Thì người ta phải tính được từ mắt xuống đến đây nó cỡ khoảng độ 45 mm chẳng hạn, ví dụ vậy. Cho đến 48 ví dụ vậy. Thì tùy cái khuôn mặt, có người thì là 40, có người là 40, có người thì từ đây đến đây là 42, có người thì là 42,5, ví dụ vậy thì nó sẽ tương ứng với cả trạc là có thể là bắn trạc 8, có thể bắn trạc 8,5, có thể là bắn bắn trạc 9. Thì thông thường như là giờ Trung Quốc là đang thịnh hành là bắn bắn trạc 9. Trạc 9 88 hoặc 88 tỉ bá như này. Tỉ bá như này. Thì cái hay của nó ấy là khi các bạn bắn thi đấu ấy thì do đằng sau tỉ ở má rồi. Cho nên nó không bị rung nữa. Các bạn có run tay nữa thì có má nó tỉ lại rồi. Thì lúc đấy thì các bạn chỉ cần quan tâm đến đằng trước là có chấm được vào cái điểm ngắm, chấm được vào bia hay không, chấm là buông là trúng, ví dụ vậy. Thì nó sẽ đương nhiên là nó sẽ hiệu quả hơn là cái việc mà ta bắn bắn háp hoặc bắn full. Thì cái đường bắn háp đường bắn full thì nó dao động cả hai điểm, cả hai tay trái cả hai tay phải, cả tay phải, cho nên là nó sẽ bị rung nhiều hơn và nó dẫn đến cái việc là mất chính xác hơn khi thi đấu. Thế nhưng mà những cái mà trạc mà kéo đến má của Trung Quốc thì bây giờ đang thịnh hành là bắn đầu trạc rộng 22, 24 và thậm chí 25, 26, 30 cũng có. Nhưng mà bắt đầu tóm lại là từ tầm khoảng 25, 26 đổ xuống đến 22. Nhưng con này là trạc rộng nhưng mà lại chỉ đến 22 thôi. À chỉ đến 20 thôi thì cái lực của nó đẩy bi là yếu. Khổ khổ trạc 20 này ta phải chơi chun dày, mà chơi chun dày thì nhiều khi kéo không hết lực. Rất là khó chơi chun mỏng, mà chơi chun mỏng bắn thì cái như các bạn thấy chun dày hay chun mỏng. Khi các bạn ngắm thì cái đường chun dày ấy ngắm nó không bao giờ tinh tế hơn đường đường ngắm của thun mỏng. Thun mỏng như một cái sợi chỉ. Nó thẳng này nhưng mà nếu mà chơi chun dày thì nó bự lên, nó như là một sợi cước. Thì đương nhiên là rõ ràng là cái nào mảnh hơn thì dễ ngắm hơn và nó tinh tế hơn, nó chính xác hơn. Thế thì cái nếu mà để tính điểm của cái đầu trạc này thì phân tích hoàn toàn là chỉ được đến 20. Thế thì khi mà chỉ được đến 20 thôi thì bắt buộc là lại phải kéo kiểu dạng háp để tăng lực bắn hoặc là full để tăng lực bắn, và như thế thì nó sai với cái nguyên lý cái thiết kế của cây này là chỉ bắn tỉ mà. Thế còn một cái điểm nữa là cái đầu trạc này là cái độ chéo của nó không có, đây là đầu đầu trạc vuông, không có, hầu như không có độ chéo, cho nên là cây này tôi đảm bảo các bạn là rất ăn thun, ăn thun hơn rất nhiều cho các đầu đặc trạc trạc vát trạc chéo của dòng V1 One Hit V1. Riêng bắn với One Hit V1 nếu mà ví dụ như được được 100 viên thì cái này giỏi lắm được 80 viên do chun bị đập vào đây.
quá nhiều. Đấy là còn chưa nói tới là nhiều khi nó vẩy lung tung, nó còn vẩy cả vào ốc. Đây như con ốc này mà nó sắc như này mà vẩy vào thì đương nhiên là sẽ ăn thôi rồi. Đấy. Thế thì mình cũng đây đánh giá cho các bạn thấy là cây lá này trông thì như này, to đẹp nặng như này, mà tại sao giá lại rẻ, và những cái tính năng của nó ở trên này liệu thực sự là nó có sử dụng được hay không. Thì theo cá nhân của tôi là trông thì đẹp thôi nhưng mà thì không sử dụng được. Đấy. Và review của tôi đối với là cây 98k này là đến đây là hết. Xin tạm biệt các bạn.